Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, phán quyết hôm 30 tháng 5 vừa qua của bồi thẩm đoàn ở New York, Mỹ đã đánh dấu việc ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ và cũng là ứng cử viên tổng thống đầu tiên của một chính đảng lớn tại nước này bị tuyên phạm tội hình sự. Giữa bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, tình hình trên đã tác động không nhỏ đến mức độ tín nhiệm của ông Trump. Theo kết quả của các cuộc thăm dò trong vòng 48 giờ, kể từ khi ông nhận phán quyết có tội, đã cho thấy sự dao động rõ ràng của cử tri Mỹ. Theo tờ Newsweek, trong một cuộc thăm dò nhanh của YouGov được thực hiện chỉ vài giờ sau khi phán quyết được công bố, 50% trong số 3.040 người Mỹ trưởng thành được hỏi cho biết họ tin rằng ông Trump có tội. 30% nói ông Trump không có tội, còn 19% cho biết họ không chắc chắn. Khi xét đến yếu tố đảng phái, 15% đảng viên của Đảng Cộng Hòa cho rằng ông Trump có tội, trong khi 64% nói không. Ngoài ra, 48% đảng viên độc lập tin ông Trump có tội và 25% nói không. Trong Đảng Dân Chủ, 86% đảng viên nói ông Trump có tội và chỉ 5% cho rằng ông Trump vô tội. Tổng cộng có 831 thành viên Đảng Cộng Hòa, 1.114 thành viên Đảng Độc Lập và 1.113 thành viên của Đảng Dân Chủ tham gia vào cuộc khảo sát. Một cuộc thăm dò của Morning Consult được tiến hành vào cuối tuần qua cho thấy 54% cử tri đã đăng ký tán thành phán quyết của bồi thẩm đoàn, trong khi 39% không tán thành. Liên quan đến yếu tố đảng phái, 18% đảng viên Đảng Cộng Hòa tán thành phán quyết, trong khi 74% không tán thành. Với các cử tri độc lập, 52% tán thành, còn 33% không tán thành. Đảng Dân Chủ có 88% tán thành ông Trump có tội, chỉ 8% không tán thành. Cuộc thăm dò này đã khảo sát 2.220 cử tri đã đăng ký. Trong số những cử tri trên, có tới 51% cho rằng ông Trump nên kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống, trong khi 43% số người được hỏi nói ông không nên làm như vậy. Phần lớn thành viên của Đảng Cộng Hòa, khoảng 79% trong cuộc thăm dò cho rằng ông Trump không nên bỏ cuộc, còn 15% cho rằng cựu Tổng thống Mỹ nên dừng lại chiến dịch tranh cử. Ngoài ra, 87% người ủng hộ ông Trump không muốn ông kết thúc chiến dịch tranh cử, còn 8% thì đồng ý với quan điểm này. Chia sẻ với Newsweek vào cuối tuần qua, ông Stephen Chung, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho hay, ông Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, dẫn đến số phiếu bầu tăng lên và số tiền gây quỹ cao kỷ lục là gần 53 triệu đô la Mỹ chỉ trong vòng 24 giờ, mà 30% trong số này là những nhà tài trợ mới. Ông Trump cũng nhắc tới bức ảnh chụp nhanh cuộc thăm dò của Daily Mail, JL Partners, sau phán quyết của ông Trump có tội hôm 30 tháng 5 cho thấy tỷ lệ tán thành của ông Trump đã tăng 6 điểm phần trăm so với những người không tán thành. Trong cuộc thăm dò trên, tổng cộng 22% số cử tri có khả năng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về ông Trump sau phán quyết có tội, trong khi 16% có quan điểm tiêu cực hơn. Ngoài ra, 32% cử tri vốn có quan điểm tiêu cực về ông Trump sẽ không thay đổi suy nghĩ sau phán quyết, còn 27% cử tri vốn đang có quan điểm tích cực về ông Trump cũng không thay đổi quyết định. Ông Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2024, đã không còn xa lạ gì với phòng xử án. Đầu năm nay, bồi thẩm đoàn ở New York đã ra phán quyết rằng ông sẽ phải bồi thường thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ cho nhà văn E. John Carroll về tội lạm dụng tình dục và sau đó là phỉ báng, một quyết định mà ông Trump vẫn đang kháng cáo. Nhưng đó là một vụ án dân sự. Giờ đây, ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự liên quan tới vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels tại chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Bồi thẩm đoàn trong vụ án hình sự xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc chi tiền bịt miệng đã đưa ra phán quyết vào cuối giờ chiều ngày 30 tháng 5, sau chưa đầy 12 giờ nghị án. Thưa quý vị, chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng ứng cử viên Donald Trump lại đang bận lịch trình ở tòa án. Theo các chuyên gia, cho dù những cáo buộc nhằm vào ông có kết thúc thế nào đi chăng nữa, thì ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống. Theo đài phát thanh quốc tế Đức DW, một cựu Tổng thống bị kết án trong một phiên tòa hình sự là trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump? Ông Donald Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, không còn xa lạ với phòng xử án.
đầu năm nay, bồi thẩm đoàn ở New York đã ra phán quyết rằng ông sẽ phải bồi thường thiệt hại hàng triệu đô la cho nhà văn E. John Caron vì tội lạm dụng tình dục và sau đó là phỉ báng, một quyết định mà ông Trump đang kháng cáo. Đó là một vụ án dân sự. Giờ đây, ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự liên quan đến vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels tại chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Thẩm phán John Merchant đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Trump đòi xóa cáo trạng, đồng thời ấn định ngày tuyên án là ngày 11 tháng 7, chỉ vài ngày trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin, dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 7. Một email gây quỹ của Đảng Cộng hòa có nhan đề Tù nhân chính trị đã được gửi đi ngay sau phán quyết của bồi thẩm đoàn New York với nội dung: Tôi vừa bị kết án cho một phiên tòa săn tìm phù thủy có tính chính trị và bị gian lận. Tôi không làm gì sai cả. Đây là vụ án đầu tiên trong số 4 vụ án xét xử hình sự, 2 vụ cấp bang và 2 vụ cấp liên bang mà ông Donald Trump phải đối mặt. Vụ việc cấp bang còn lại tập trung vào những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược kết quả bầu cử của ông tại bang Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một vụ cấp liên bang liên quan đến cáo buộc rằng ông Trump cố tình thúc đẩy biểu tình về gian lận bầu cử vào năm 2020 để tìm cách duy trì quyền lực. Và một cáo buộc cấp liên bang khác cho rằng ông Trump đã giữ trái phép các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng. Vậy ông Trump vẫn có thể tiếp tục tranh cử Tổng thống? Điều này là đúng. Cho dù những cáo buộc trên có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, thì ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống. Hiến pháp Mỹ chỉ đặt ra 3 yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với những người muốn tranh cử. Họ phải là công dân Mỹ, ít nhất 35 tuổi và đã cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm. Không có điều khoản nào nói rằng một người bị kết án không thể tranh cử hoặc không thể trở thành Tổng thống. Laura Merrifield Wilson, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Indianapolis nói rằng, có một số tranh luận về việc liệu một ứng cử viên Tổng thống bị truy tố hoặc liên quan đến một vụ án pháp lý đang diễn ra, có nên tranh cử hay không, nhưng những điều đó liên quan đến vấn đề đạo đức, phán đoán và sở thích, chứ không phải luật pháp Mỹ hay các rào cản thủ tục pháp lý. Liệu ông Trump có thể bị loại theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ? Mục 3 của tu chính án 14 quy định các quan chức từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp Mỹ sẽ không đủ tư cách giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia nổi dậy hoặc đã hỗ trợ những người nổi dậy. Các nhà hoạt động muốn ông Trump phải bị loại theo điều khoản này, nói rằng hành động của cựu Tổng thống trước cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồi Capitol, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã cấu thành việc tham gia vào một cuộc nổi dậy. Họ nói rằng những lời nói dối của ông Trump về việc Đảng Dân Chủ gian lận trong cuộc bầu cử đã khuyến khích đám đông cánh hữu xông vào đồi Capitol ngày hôm đó. Các nỗ lực đã được đưa ra để loại ông Trump khỏi các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở một số bang. Theo điều khoản này, vốn ban đầu được sử dụng để ngăn những người có xu hướng ly khai quay trở lại nắm quyền trong chính phủ sau cuộc nội chiến ở Mỹ. Nhưng vào tháng 3 năm 2024, Tòa án tối cao đã bác bỏ một nỗ lực như vậy ở Colorado, nói rằng các bang không có thẩm quyền cấm các cá nhân tranh cử vào những chức vụ liên bang. Tòa án tối cao lưu ý kèm theo phán quyết của mình rằng, trách nhiệm thực thi mục 3 đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang thuộc về Quốc hội, do đó quyết định này đã vô hiệu hóa những nỗ lực tương tự ở các bang khác. Vì Quốc hội Mỹ bị chia rẽ, trong đó Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện và Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện, nên có vẻ như rất khó có khả năng ông Trump sẽ bị loại khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng theo tu chính án thứ 14. Ông Trump có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ không? Điều này là không thể, bởi ông Trump đã đăng ký bỏ phiếu ở bang Florida, nơi những người bị kết án sẽ bị tước quyền bầu cử. Phóng viên chính trị Maggie Astor viết trên tờ The New York Times, hầu hết những đối tượng phạm tội ở Florida đều chỉ có quyền bầu cử sau khi mãn hạn tù, bao gồm cả việc tạm tha hoặc quản chế, cũng như trả tất cả các khoản tiền phạt và lệ phí. Nhưng việc tạm tha đối với cựu Tổng thống Trump có thể sẽ không kịp để ông có lại quyền bầu cử. Vì vậy, nếu bị kết tội, ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống, nhưng không được đi bỏ phiếu cho chính mình. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Trump thực sự phải vào tù? Hiện không ai biết sẽ như thế nào trong trường hợp này. Erwin Chemerinsky, chuyên gia luật tại Đại học California, Berkeley, nói với tờ New York Times, cho đến nay chúng ta chưa từng chứng kiến điều này xảy ra, tất cả đều chỉ là suy đoán.
Về mặt pháp lý, ông Trump vẫn được điều kiện tranh cử ngay cả khi đứng sau song sắt. Nhưng tất nhiên, một tổng thống được bầu khi đang ở trong tù sẽ đặt ra thách thức lớn về mặt hậu cần. Nhà báo Aster suy đoán rằng ông Trump có thể kiện để được trả tự do trên cơ sở rằng việc bỏ tù đang ngăn cản ông thực hiện nghĩa vụ hiến pháp với tư cách là tổng thống. Nhưng vì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ nên không thể nói trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nếu đắc cử, liệu ông Trump có thể bác bỏ các vụ kiện chống lại ông hay tự ân xá cho chính mình? Về lý thuyết, ông Trump có thể giảm án tù hay hủy bản án của mình, hoặc thậm chí tìm cách tự ân xá hoàn toàn cho bản thân. Nhưng đây sẽ là những tín hiệu cực đoan về quyền lực của Tổng thống và có thể sẽ được đưa ra trước tòa án tối cao để xem xét về tính hợp hiến của chúng. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể ân xá cho ông Trump. Tuy nhiên, những hành động như vậy sẽ chỉ áp dụng cho các vụ án liên bang của ông Trump, chứ không phải vụ xét xử tội chi tiền bịt miệng của bang New York cũng như vụ can thiệp bầu cử ở Georgia, vì các tổng thống không có quyền ân xá cho các bản án ở cấp bang.